side. You keep going.
Rồi. Dạ. Đi lấy cặp sách đi này thì đưa con đi học ấy. Ô dạ, việc thật của mẹ cô ấy. Mẹ đưa con đi học nhá. Đi lấy cặp sách về để đưa con đi học. Dạ. Giờ lấy về cho mẹ nè. Giờ lấy con ra cho mẹ. Dạ, con là cởi quả áo con à. Thế con đi sáng mai đi học nhá.
con đi ra ngoài lấy cây luôn. Lấy hết à? Con cho vào đít này đâu, kiểu dài đây này. Cho vào được. Mẹ đâu bằng ngón tay. Đẹp không? Hả? Đẹp không? Con lấy dây không mẹ? Giờ con lấy dây cổ đi, dây dưới chân nhá. Bộ dưới con, đầu bộ dưới. Kéo xuống. Làm gì? Dạ. Bố bên kia đi Diệm. Không được. Con không nghịch nhá. Rồi. Thôi mẹ đi chặt cây về giờ này nữa.
con cứ sàng con rau nó mới trả được ấy, sàng cái món. Mẹ đi chơi cây con làm nhá. Ui hồng ui, để cho mẹ cho con ra mỏ mỏ. Nhớ rồi. Cùng vào đây này, trả cho con. Được rồi, đi vào đây tìm người chơi. Cây đấy. Cây này. Không làm nữa. Thế mà trong nhà nghỉ đi. Có củ hà diệu. Thank you.
Con này nặng quá. Dạ, lấy cho mẹ làm con. À, có khá lắm. Thank you.
hay là coi có được zoom không? Dạ dạ con về giữ bên này cho mẹ. Lấy dây cho mày à? Bên đấy mở đi mở lại á. Đấy con hồi mẹ nhấc ở dưới này đi. Ở dưới này. Đấy chưa? Nào. Thấy chưa? Yeah. Mẹ ơi. Mẹ lấy ra ngoài này đã. Con ạ.
Đưa lên. Ui, lên được rồi. Mà sao bị cưa buộc lại đi mẹ? Nó cả kia. Đi mẹ lấy cây to cây trống cơ. Lấy cây bé cũng được đâu con. Cái này đâu? Tí mẹ lấy cây trống. Làm cái này đó. Nhắc nhắc. Nhớ dưới đó. Nhớ ra ngoài không mình gọi đây. Không nhận cả trên mà. Nhớ cả trên như tay giống mẹ cơm. Ui nó không gọi. Dạ mẹ lợn xuống nào. Nhá. Con có khiên được không? Khiên đi ra khiên. Nào mày tha nào. Mẹ ơi cái này vỡ rồi. Thôi sao vậy? Con này về đây không mẹ giữ nào. Con ngủ đấy nhá, bên đấy nhá. Con giữ ở đấy nhá. Cho mẹ nhá. Lên. Lên nào con lấy con dao cất đi. Con nhớ ở dưới cho mẹ đây con. Nặng lắm. Đau ha. Cho mẹ. Thế thử nha mẹ. Mẹ buồn lắm. Mẹ ơi. Đi làm cây vịt trống nhỉ. Yeah. À, cho cái này. Còn dứa nó mới không ra đây. Sao cũng mớ mẹ. Mớ hôm nọ mẹ mua ấy. Bán rơi tiền mua đây. Con quên giá. Thế con mấy hôm là quên rồi. Dạ. Sao
đi con. Cái nào to để đây mai đốt, cái nào bé vụ rác để đi khu để được mai khô đấy. Dạ. Đây này, hồ mẹ lấy cây này vứt dưới đi. Đi lấy xô về. Giờ giờ hồi mẹ kéo đống rác ở đấy về cho mẹ đốt đấy.
Dưới. Con đây cho mẹ đi đào sắn. Đào sắn ăn. Con cho mẹ đào sắn ở đấy. Cho mẹ đào sắn. Con dao để đây. Lấy con dao thôi bạn. Lấy dao thôi, không lấy cuốc đâu. Thôi đi, thôi đi. Đi, thôi đi. Đi á. Giờ đun lửa nhé, mẹ đi lấy nước nhé. Con khác gì lấy con dao của con bị làm ấy. Thấy không? Tí, đợi tí mẹ mổ xong lấy ra. Giờ rửa sạch. Con cầm dưới mẹ rửa đi. Con lấy nồi về rửa cho mẹ á.
Còn quay được rồi hả Diệu? Được rồi. Mặt chân này. Ăn luôn. Ngon. Con ba ạ. Ừ, rồi ba đây. Con chưa xong à? Ngồi giường ăn rồi. Thank you.
Thank you.
Hơn một cân hơn một cân ít hơn 20.000 à.
con nhà thằng đó. Đi nào con. Giờ đi con đi lên trên là cái cây mẹ trống này. Cây đây này. Cây to chứ. Ba lấy hết đi rửa đi, nó bụi quá. Rửa để ở đây này, xong mới lấy vào, xong lấy đi quất lá.
con cất từ bóng. Con lấy cái cuốc cho mẹ trồng giường không? Đấy. Con mấy bông rượu ơi. Xấy cơm á. Cơm mẹ xấy đâu không? Tùy bỏng ấy. Đây kẹp được cho mẹ. Kẹp đi. Để mà hai hôm nữa làm cái bằng ăn cơm để cái này ăn tạm nhé. Mẹ ơi, sao cơm ngon để mẹ để tiền đâu ra mua? Mẹ đi tìm trong riêng về bán ấy. Ăn trộm ở dưới chợ á, mua xong mua gạo về ăn ăn chú. Con dưa hỏng ngoan không? Dạ dưa hỏng ngoan không? Đặt to lên này con. Ô, to dài rồi nhỉ. Mày đi tìm tiền về mua cái kẹp lên đây nhá.
Hôm nay mẹ bán mẹ mua tiền mua hết gà rồi. Hết tiền rồi mai đi tìm gì bán mua cái tóc rồi nhá. Con nghĩ